Theo Bộ Y tế, đến hôm nay, trong số các bệnh nhân COVID-19 tại Việt Nam đang điều trị, có hơn 6.300 ca COVID-19 nặng. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 503.813 ca, Bình Dương 290.776 ca, Đồng Nai 97.921 ca, Tây Ninh 76.056 ca, Hà Nội 47.586 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi là 1.358.276 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.304 ca. Tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19, tổng số liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm là 152.201.06. 156 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 77.665.634 liều, tiêm mũi 2 là 68.820.229 liều, tiêm mũi 3, tức tiêm bổ sung, tiêm nhắc và mũi 3 của vaccine Abdala là 5.715.793 liều. Thành phố Cần Thơ có thêm 276 ca mắc COVID-19, 816 người điều trị khỏi và 14 ca tử vong.